Hello tất cả mọi người, mình là Linh Giang đây. Và đây là cái kênh vlog mới của mình ấy mọi người ạ. Thì hôm nay mình có làm một mâm ốc các thứ đây, để gọi là mình ngồi mình nói chuyện tâm sự với mọi người thôi. Hôm nay không đi chôn người lạ nữa, vì thời gian qua thì mình không có nhiều thời gian ấy. Với lại là thời gian của mình là mình tập trung cho team tiếc các thứ ấy mọi người. Thật ra là mấy hôm nay cũng có chuyện đó mọi người ạ. Thôi mình vừa ăn mình vừa tâm sự với mọi người nhá. Mời mọi người. Nói chung là đấy, team mình ấy thì thằng Đăng nó có này, có là anh Thiêm này, với này Đăng này, anh Thiêm đã quay clip cho mình rồi, rất thèm rồi vãi rồi đúng không? Đấy, anh Thiêm này, Đăng này, Bậc Quyền, Phúc với lại mọi người, với lại anh Nghị đấy. Thì Phúc thì gặp một số chuyện nên là rời khỏi team, còn Đăng thì lại bị điên đấy mọi người ạ. Thế là mình cũng toàn bộ thời gian của mình cũng dồn hết vào đấy, nên là mình không có thời gian để mình ra clip. Thì hôm nay mình rảnh ấy thì mình mới lên clip để cho mọi người. Thì mình rất là vui khi mà thời gian dài xong mình không vào YouTube, mình vào YouTube xong rồi một thời gian dài trôi qua đấy, mình không vào YouTube. Với hôm nay mình vào YouTube thì mình thấy mọi người xem rất là đông và mọi người ủng hộ mình rất là nhiều. Mình cảm ơn tất cả mọi người nhiều nhá. Và mình sẽ cố gắng là thời gian này mình sẽ ra đều clip và ra mình sẽ giải quyết hết xong chuyện, xong rồi mình sẽ ra nhiều clip cho mọi người xem để mọi người giải trí này. Và mình cũng rất là mong mọi người ủng hộ mình nha. Ốc này mình mua ở chợ mọi người ạ. Ngon lắm nè. Đó, chấm một miếng có mùi với các thứ, mình rất thích ăn mùi luôn. Ngon lắm. Anh Thiêm ăn không? Không, em ăn đi, ốc ngon đấy nhỉ. Anh Thiêm chắc thèm lắm ấy. Đấy mọi người ạ, nhiều thời đây cho anh Thiêm một miếng. Đấy. Ngon lắm. Thời gian qua thì mình cũng rất là mệt mỏi và mình stress, mình áp lực rất là nhiều. Clip TikTok mình cũng không ra đều mà mọi người. Đó. Thế là mọi người thông cảm cho mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình. Thôi, mình quay thế này thôi để cho anh Thiêm cuốn vào ăn mọi người ạ. Đấy nhá, mai mình sẽ ra đều clip cho mọi người nhá. Mai mình sẽ chôn người lạ đi, rồi là mình đêm này mình sẽ nghĩ là sẽ chôn cái gì để gọi là thật là watch select. Bye bye mọi người, cảm ơn tất cả mọi người. Rồi quay một cái đoạn anh và anh ngồi ăn cùng xong rồi nói một tí rồi tắt. Chưa thấy cảm sự món ăn ngon đã hết rồi. Không, quay thế thôi. Quay để cam trên này nè. Anh sẽ vào, hiểu không? Rồi đấy. Rồi xuống tiếng đấy. Đừng. Thế anh lấy máy của anh quay vậy đi.